Kính chào quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Win Tran trên đài truyền hình Phố Bôi Xoa TV, phát hành vào ngày 1 và ngày 15 của hàng tháng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề rất thông dụng nhưng mà ít khi chúng ta nói và chúng ta ngại. Đó là bệnh trĩ. Tôi là một bác sĩ chuyên khoa nhưng mà tôi gặp khá nhiều câu hỏi về bệnh trĩ, và một trong những cảm nhận của chúng tôi là đôi khi là bệnh nhân chúng ta hiểu chưa đúng về bệnh trĩ, và đôi khi chúng ta có những cách chữa trị nghe người ta nói chữa trị Facebook, và nguy hiểm hơn là một số trường hợp có thể dẫn đến nguy hiểm tới tính mạng nếu mà chúng ta chữa không đúng với bệnh trĩ. Như vậy bệnh trĩ là gì? Bệnh trĩ là hậu quả của sự phình to, bự to ra những cái tĩnh mạch ở mô xung quanh hậu môn hoặc là trực tràng. Thì tùy vào vị trí của cái độ phình này mà người ta chia bệnh trĩ ra là hai loại, là bệnh trĩ nội và bệnh trĩ ngoại. Thì nói đơn giản là trĩ nội là những cái phình, những cái cục mà nó nằm bên trong hậu môn chúng ta không có thấy. Và đa số trĩ nội là không có cảm giác đau, thành ra đôi khi bị chảy máu với bị không có cảm giác. Ở đây thì khi chúng ta nói về trĩ nội và chúng ta chảy máu thì đôi khi chúng ta phải nghĩ hiểu xa hơn là có những dấu hiệu nguy hiểm, ví dụ ung thư ruột cũng có thể chảy máu. Thành ra xuất huyết, nhất là chảy máu khi mà chúng ta đi cầu, là một trong những dấu hiệu mình cần phải quan tâm. Cái thứ hai là trĩ ngoại, thì đây là cái cục phình hay là cái cục máu nó phình ra ở bên ngoài. Thường thường là quý vị có thể có thể cảm nhận được. Thì đối với trường hợp trĩ ngoại rất là đau, rất rất là đau, em phải nhớ cái đó. Trong một số trường hợp trĩ nội cũng có thể bị xa xuống, tuy rằng nằm phình trên nhưng nó xa xuống, tại vì theo thời gian nó bị chảy xệ xuống và lòi ra ngoài. Và tùy vào cái mức độ như vậy thì chia ra nhiều cấp độ khác nhau. Độ 2, độ 1, rồi mà độ 3 và độ 4, thường độ 4 là độ nặng nhất, nó nằm ra ngoài luôn. Như vậy cái triệu chứng của bệnh trĩ là gì? Nếu như những quý vị nào chưa bao giờ mắc bệnh trĩ hoặc là không biết trĩ là gì, thì khi mà quý vị ngồi đi cầu, quý vị thấy một cái cục gì đó u mềm ở bên rìa của hậu môn, hoặc là khi mà quý vị nhìn thấy máu khi đi cầu trên giấy, hoặc là chúng ta thấy máu, thì đây là một trong những dấu hiệu khiến quý vị nghĩ xem mình có bị bệnh trĩ hay không. Như vậy thì nguyên nhân nào khiến chúng ta bị bệnh trĩ? Một trong những nguyên nhân thông dụng nhất và thường xuyên nhất của người Việt Nam là chúng ta bị táo bón, và thường là do tăng áp lực trong những tĩnh mạch hậu môn, chúng ta ngồi rặn nhiều quá, hoặc là đôi khi tiêu chảy, mà tiêu chảy cũng có thể bị bệnh trĩ nha quý vị. Có nhiều người hay nghĩ rằng chỉ có táo bón thôi, nhưng mà tiêu chảy vẫn có thể bị bệnh trĩ. Nói tóm lại là bất kỳ cái gì khiến cho chúng ta tăng áp lực ở trong bụng của chúng ta thì chúng ta bị bệnh trĩ. Những ai có nguy cơ mắc bệnh trĩ, như tôi nói rồi, hầu như ai cũng có thể mắc. Nhưng mà có một số người dễ bị mắc hơn, ví dụ như phụ nữ mang thai, hoặc là thừa cân, hoặc là những người đứng nhiều, hoặc là hay ngồi nhiều, hoặc là phải nâng vật nặng thường xuyên. Trong trường hợp đó quý vị phải gồng mình và áp lực trong thành bụng nó cao hơn tí xíu. Như vậy thì khi nào quý vị nên gặp bác sĩ nếu như mà quý vị chẳng may mắc bệnh trĩ? Thường thường khi quý vị thấy máu chảy ra hậu môn thì quý vị nên gặp bác sĩ. Đặc biệt là những quý vị nào trên 50 tuổi thì đôi khi như tôi nói, ung thư ruột hoặc là những bệnh khác, ví dụ như xuất huyết đường tiêu hóa, là những bệnh khá là nguy hiểm mình cần phải theo dõi. Ngoài ra, nếu quý vị cảm thấy như là cái cục đó nó lâu hơn, nó không có biến đi hoặc là nó đau, thì quý vị nên gặp bác sĩ. Nói tóm lại, có máu, cái khối u lòi ra, thì bất kỳ cái triệu chứng nào quý vị nghĩ nên gặp bác sĩ. Như vậy thì làm sao mình chữa trị đây? Cái đầu tiên nhất để chữa trị bệnh trĩ là phải chữa cái lý do tại sao nó bị trĩ. Lý do thông dụng nhất là táo bón. Như vậy thì quý vị nào đang bị táo bón, chúng ta phải tìm cách chữa táo bón bằng cách nào? Ăn uống nhiều chất xơ. Chất xơ mà tốt nhất là quý vị ăn trực tiếp từ trái cây tươi. Quý vị đừng có nghe lời mua trên mạng một cái mấy cái hộp chất xơ, cái đó nó không có nhiều chất xơ tốt bằng trái cây. Cam, quýt, bưởi,
những chất có xơ, khóm, bất kỳ cái nào mà trái cây tươi. Cái thứ hai là uống nhiều nước, như tôi nói thường xuyên, nói chuyện thường xuyên trên TV, uống nhiều nước lúc nào nó cũng tốt. Tuy nhiên có một số trường hợp không nên uống như quá nhiều nước, như bị suy tim, chẳng hạn. Nhưng mà uống nhiều nước là tốt cho bị táo bón. Và cái thứ ba quan trọng nhất là tập thể dục đều đặn. Việc tập thể dục khiến cho cơ bắp chúng ta vận động thường xuyên và từ đó giảm cái việc áp lực trong thành bụng. Và cái thứ tư là tránh thường xuyên dùng những thuốc nhuận tràng, làm thuốc tiêu chảy chẳng hạn. Rất là nhiều quý vị không bị táo bón mà chỉ lo lạm dụng những thuốc, đôi khi quý vị muốn sốt ruột nữa. Đây là những lý do khiến mà chúng ta bị có thể bị bệnh trĩ. Nào, chữa trị bệnh trĩ ngày hôm nay chủ yếu là, nếu mà trĩ nhẹ thì chúng ta chủ yếu là dùng thuốc để giảm đau. Đôi khi quý vị có thể làm sạch hậu môn bằng cách rửa nước thay vì dùng giấy vệ sinh, tại vì nó sẽ bớt đau hơn. Ngâm hậu môn trong nước ấm. Và đôi khi chúng ta dùng thuốc làm tăng trọng lượng tĩnh mạch, ví dụ như Daflon tại Việt Nam chẳng hạn, hoặc là dùng những thuốc kháng viêm. Trong một số trường hợp thì có thể dùng bôi kem, kem có chứa steroid hydrocortisone đôi khi được sử dụng. Một trong những cái hướng dẫn mà tôi hay nói cho bệnh nhân là, nếu bệnh nhân chẳng may mắc bệnh trĩ và dùng kem sức, quý vị có thể sức trên một cái cục bông gòn hay là một miếng vải, và sau đó chúng ta để ở phía bên trong cái quần lót như vậy, bằng cách đó kem thấm từ từ. Thay vì quý vị dùng cái kem sức thẳng lên thì đôi khi nó bị chảy mất tiêu. Một câu hỏi cuối cùng quý vị hay hỏi là, nếu như tôi bệnh trĩ thì tôi có nên phẫu thuật hay không? Tin mừng là phần lớn bệnh trĩ, tôi nói phần lớn là không cần phải mổ, nhất là trĩ cấp 1, cấp 2. Trường hợp mổ là như thế nào? Mổ là nếu mà quý vị bị trĩ nặng, nó xa ra ngoài và nó dễ gây nguy cơ nhiễm trùng, hoặc là nó thành một cục máu đông, hoặc là nó có những cái biến chứng mà quý vị thấy là nhiễm trùng hay là viêm hay đau. Nó tóm lại những trường hợp đó, quý vị gặp bác sĩ thì bác sĩ cũng sẽ gửi đến bác sĩ mổ mà thôi. Một cách khác thông dụng hơn là không phải mổ, là cột dây thun, thì bác sĩ chuyên khoa đường ruột chỉ cần cột dây thun lại, và theo thời gian thì cái túi trĩ nó cũng rụng ra và quý vị sao có còn nữa. Nói tóm lại, bệnh trĩ là một bệnh rất là thông dụng như tôi nói lúc nãy, khá là thông dụng nhất trong cộng đồng người Việt chúng ta, đặc biệt là những người, quý vị nào làm trong nghề nail hãy cẩn thận tí xíu, tại vì đây là nghề quý vị phải ngồi nhiều mà quý vị lại ít uống nước và ít tập thể dục, và theo thời gian, nhất là những người mà phải sanh con thường xuyên nữa, thì chúng ta chú ý hơn, uống nhiều nước hơn và tập thể dục để cho cái khả năng bị bệnh trĩ nó ít đi. Và quý vị nào đã bị bệnh trĩ qua thì cũng biết đây là một bệnh tuy là đơn giản nhưng rất là khó chịu và rất là khó nói và nó rất là đau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Wintrend trên đài truyền hình Football Show TV, và chương trình này được phát hành hàng tháng vào ngày 1 tới ngày 15. Tuy nhiên có những chương trình chúng tôi làm đặc biệt để phục vụ những nhu cầu đặc biệt của khán giả, nếu như có những cái chương trình thời sự hấp dẫn. Cảm ơn quý vị.